Xoay, xoay người qua coi, xoay người qua đi, nếu không làm sao nhìn được chứ. Xoay qua coi, mau lên đi. Xoay qua đi. Làm cái gì vậy, xoay qua đi. Đám khỉ con này á, có gì đâu cười, có gì mà cười chứ. Đâu phải, nhìn rất đẹp, nhìn rất đẹp đó. Người giúp việc khâu áo đó. Ghé vô coi. Ghé vô coi. Nếu sức nước qua hiệu hai chị em, bảo đảm sẽ tẻ ra mười mấy tuổi nha. Nếu sức nước qua hiệu hai chị em, đi chợ không tốn công sức. Nước qua này là hàng mới mọi người chưa từng nghe có phải không? Hôm nay chúng tôi khuyến mãi, không tốn tiền. Phải đó, mọi người lấy về xài thử rồi trả tiền cũng chưa muộn. Hey, hey, nếu mọi người cảm thấy không thơm thì chủ nhật này đến khu ẩm thực nha. Không chỉ bao đổi hàng mà còn bao trả tiền lại luôn. Đúng rồi. Cho tôi. Ghé vào đây mua đi. Ghé vào. Tôi trời lên, tôi ta lĩnh bài trường long. Tôi chỉ lên, đi chân cái dầu tiếp xong. Tôi trời trên, phân hương sôi như phù dung. Tôi chỉ trên, phân hương sôi có cơ hồng. Tôi trời phong sâu, kêu địch đi, vĩnh bất miên hồng. Tôi nhận nhau chiêu, chỉ quay khi, dù nhận hình sâu. Tôi trời biểu trang, nhất chất gai, nhận hay hồng đồng. Yêu ba lâu sưởi, trong sân ba hơn một cảm tất trọng. Ai này trời lên, này ta lĩnh bài trường long. Này chi nên, hơi chân ca dầu chim sông. Này trời trên, phân hương sưởi như phù dung. Này chi trên, phân hương sưởi có cơ hồng. Ngõ lớn có, chiều mãi chế lĩnh lĩnh lòng. Ngõ lớn có, lẽm mãi chế đẹp nhẹ sông. Ba mươi mắt pha đồ sợi chiêng à. Nè, thơm coi đi, chúng ta thơm lắm đi, ngửi thử đi, thơm lắm. Buông cái vô coi đi. Hát xong bài hát rồi cũng chả thấy ai ghé mua. Phải đó, hôm đó khi ở trên đường phát nước qua cũng rất đông người mà. Phải đó, không ngờ người Hồng Kông thực tế quá. Lúc miễn phí họ giành lấy, còn lúc trả tiền cả bóng cũng không thấy. À, đây nè. Tới tính sổ. Lên họ đây. Cùng lắm là trả tiền lại thôi. Trời ơi, họ đó. Phải đó, nước qua của chúng tôi không thơm cũng không sao. Chúng tôi nhất định sẽ trả tiền lại. Chúng tôi đâu có đòi trả tiền lại đâu. Chúng tôi với nước qua hiểu hai chị em mới xài rất là tốt đó. Cho nên chúng tôi mới kéo đến đây để mua thêm vài chai nữa đó mà. Có đúng không? Đúng rồi. Tôi lấy hai chai. Chị em chúng tôi rất tốt, có mùi rất đặc biệt. Nào, ngửi thử đi. Nước qua này thơm lắm. Thơm lắm. Chúng ta hãy uống cạn vì hiệu hai chị em bán chạy với tôm tươi.